tính kẻ đứng. Bất ngờ chưa ông già. Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh của em Trì. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với lại series server chung. Và ở cách đây 1 ngày với lại cách đây 3 ngày thì mình đã có làm về giải đấu TOC4. Nhưng mà hôm nay là ngày thi đấu thứ tư của giải đấu đó. Thì ngày thứ tư thì nó không có diễn ra giải đấu, cho nên là mình sẽ gọi là trở về với lại content xem các pro player người ta leo rank. Và bây giờ thì là sân chê, thì chúng ta hãy cùng theo dõi cái hành trình mà anh chàng này giữ vững cho mình cái ngôi vị top 1 trên bảng xếp hạng nó sẽ diễn ra như thế nào. Và đầu game thì anh chàng này nhặt cho mình là một con Vlad cầm cung. Để xem món đồ tiếp theo, đó là một cái dép. Thì bữa nay mình đang có xu hướng gọi là ui, hai con Vlad ngon nhá. Vladimir lên 2 sao cũng khá là ngon. Con Nidalee này nếu mà đếp theo form Thượng Long thì nên bắt vào. Mình nghĩ là nên mua một con Vlad thôi, kẹp Vlad vào là hợp lý. Bây giờ thì sao đây? Quyết định là để con Vlad vào trong sân thì khả năng cao nếu mà không ra tiền. Nếu mà round này không ra tiền nhá, mà ra đồ, thì khả năng cao thì sân chơi sẽ bán con Nidalee này để bắt con Vlad 2 thôi. Mình đang nói dở đó là bây giờ mình sẽ gọi là có xu hướng mình sẽ focus vào game nhiều hơn nhá. Tại vì cái tính mình á thì nhiều khi mình nghĩ cái gì mình nói cái đó. Cho nên ví dụ như là nhiều khi mình có nghĩ một số thứ ở ngoài nó không liên quan tới game lắm, mình nói thì nó sẽ hơi gọi là như nào nhỉ? Nó sẽ hơi thừa thừa một tí đấy. Thành ra là mình sẽ muốn tập trung vào game nhiều hơn. Và sân chơi quyết định là bắt hai con Manfi. Thì nếu mà đánh theo form Thượng Long thì chắc chắn sẽ là có con Skagner rồi. Cho nên cái việc mà bắt form đấu sĩ để đi với lại con Vlad này là hợp lý thôi. Mặc dù là sân chơi cũng có hai con Wukong ở dưới cửa hàng, nhưng mà bắt con đấu sĩ thì nó sẽ là hợp lý hơn. Và bây giờ thì khả năng cao sẽ là rớt ra cho anh chàng này 6 vàng. Và đó là một con dắt. Một con quyết định là bán đi rồi. Bán đi để mua cho mình là đôi Wukong. Và bây giờ là ba chiếc lõi. Đầu tiên là một cái ấn pháp sư, tiếp theo là ấn hộ pháp. Ấn hộ pháp thì mình nghĩ là có thể là loại bỏ đi rồi. Khi mà cái... không, mình nghĩ là sẽ là loại 1 đấy. Tỷ lệ lấy loại 1 là khá cao. Loại 1 hoặc là loại 3. Loại 3 thì đánh được một vài bài. Còn loại 1 thì sẽ phọt luôn pháp sư. Và quyết định là lấy cho mình là chiếc ấn pháp sư này. Và sau đó thì sao đây? Ở trên cửa hàng thì có một con Talia, hoàn toàn có thể kích được cho mình là ba pháp sư. Thì sẽ là lên cấp và kịp Talia tôi nhờ. Sau đó là ấn pháp sư sẽ cho ai đây? Quyết định là lắp luôn cái quyền năng này dành cho Vladimir để đếp máu. Sau khi thấy những cái món đồ của mình thì không có món đồ nào gọi là quá ngon cả. Và ấn pháp sư này sẽ dành cho con Manfi hay là sẽ dành cho con Yak. Và quyết định là để trên người con Manfi. Thì mình nghĩ là con Manfi cộng ấn pháp sư thì để lúc sau vẫn giữ lại con Yak anh em. Tức là vẫn giữ lại con Yak xong rồi kịp Silas vào thì nó sẽ ok hơn. Và sau đó là đổi cái ấn pháp sư này cho con tướng nào đó. Chứ còn nếu mà anh em mà lắp cái ấn pháp sư cho người ấn Yak thì công nhận là bây giờ thì nó sẽ mạnh hơn. Nhưng mà lúc sau thì nó sẽ hơi khó để đổi thành ví dụ như là con Jira cầm chẳng hạn, ví dụ thế. Thì nó sẽ hơi khó đổi hơn. Còn con Manfi thì sẽ là cái con mà tí nữa bán. Còn con Yak sẽ là con giữ lại. Mình không biết là sân chơi muốn đánh theo kiểu Skagner hay là kiểu kiểu Yak nữa. Và con Vlad cầm cái quyền năng đang tỏ ra cho nó là một con tướng cực kỳ châu lì. Lên cho mình là Wukong 2 sao. Và cửa hàng bây giờ thì ra được ba con Thượng Long khá ngon nha. Mình nghĩ là ba con Thượng Long này nên kẹp vào không? Liệu có nên kẹp vào hay không đây? Quyết định là bỏ ra. Ê, từ từ nha, lên cấp cũng ngon á. Bán cái này đi là 6 tiền, bán hai con... Ê, đủ này. Thiệt. Rau này mình nghĩ là... quyết định là sử dụng con Manfi để kích hoạt đấu sĩ chứ không phải là con dắt. Thì theo anh em nghĩ là tại sao nhờ? Tại sao lại sử dụng con Manfi mặc dù con dắt thì theo mình thì nó sẽ... Tức là sân chơi anh chàng này đang muốn giữ lại con Vladimir. Muốn giữ lại con Vladimir để gọi là một bài đấu Rune Vladimir 3 sao. Và sẽ dùng con Vlad để tăng hay sao đây? Mình nghĩ là đó là lý do mà sân chơi lên cấp kịp con Manfi. Tại vì nếu mà muốn lên cấp kịp con Yak thì phải bán con Vladimir nên. Thì chúng ta hãy cùng theo dõi thử là những cái giai đoạn tiếp theo thì sân chơi sẽ có những cái xử lý tình huống như thế nào. Sân chơi là một người rất là thích đánh bài pháp sư này luôn. Mình thấy là như vậy á. Tức là sân chơi rất là thích đánh mấy cái bài mà kiểu như là đem phép anh em. Thủy Long rồi pháp sư đó, kiểu là như thế. Bây giờ thì thật ra thêm một con lốc nữa thì khả năng cao sẽ thay vào vị trí của Nidalee. Và bây giờ nó... đó. Tức là không phải là con dắt nó không ngon hơn con Manfi, mà là do muốn
Muốn giữ đại tướng. Ồ, ok. Và bây giờ thì sao đây? Anh chàng này mình nghĩ là sẽ quyết định là vẫn để như vậy thôi. Tại vì để như thế này thì chắc là mạnh nhất rồi. À mà không, nếu mà thay con Vla vào chỗ con Talia mình nghĩ là mạnh hơn á. Tại vì con Vla này có thượng long, cho nên là nó có thêm 15 sát thương phép thuật nữa. Ừ, cho nên là nó sẽ mạnh hơn một tí. Theo mình nghĩ là như vậy. Mà thật ra là con Talia đứng đem sau cũng được, cũng được. Gặp bên kia là một bài đấu có cho mình là lá trắng siêu công nghệ. Lá trắng siêu công nghệ này thì tăng cho những con tướng mà cầm đồ thêm dép. Mà bài của Sinche là bài đam phép, cho nên mình nghĩ là chắc là không có quá khó khăn gì đâu. Sẽ là một cái trận thắng thứ ba thôi. Con Vla hút máu hơi đần, nhưng mà công nhận là con Vla đầu game cầm cái quyền năng đếp ngon thật. Tức là kiểu như là anh em khi mà có ba pháp sư á, xong rồi con Vla nó cứ kiểu châu châu sao á, cầm cái quyền năng vào ngon hẳn luôn. Cho nên mình nghĩ là nếu mà anh em đánh pháp sư mà ra được quyền năng thì anh em có thể cho con Vla cầm lúc đầu. Một là anh em đổi qua con cho con Silas lúc sau, còn hai là anh em có thể giữ con Vla là đánh Vla 3 cũng ok. Và bây giờ thì sân trên chàng này sẽ lựa chọn cho mình món đồ gì đây? Một cái xịn khá ngon nha. Ở nhà thì đang có gậy phép và mình nghĩ là nhặt xịn hoặc là nước mắt. Nhưng mà khả năng cao thì ra đấu này thì không có nước mắt, cho nên là mất xịn luôn. Nỏ xét không? Một cái nỏ xét không? Không. Quyết định là nhặt cho mình là hai cái gậy phép. Thì hai cái gậy phép này liệu có muốn lắp luôn cho mình là cái mũ không? Lắp cái mũ thì sẽ mất luôn hai mảnh gậy, nhưng mà sẽ mạnh luôn ở giai đoạn này. Và đó là một con Silas thay vào vị trí của con Yak này. Và bây giờ sẽ gỡ cái mũ phù thủy này ra và hoàn toàn có được cho mình là năm pháp sư. Một con Nidalee 2 sao, liệu có muốn lên hay không đây? Nidalee 2 sao nhưng mà mình nghĩ là sẽ không xài được đâu. Tại vì con Skekner này mặc dù nó là một sao nhưng mà nó kích được đấu sĩ cho cả team luôn. Thì cả team nó khá là trâu. Còn con Nidalee này 2 sao vô, thật ra mình nghĩ là nó không có mạnh hơn được bao nhiêu cả. Nhưng mà khả năng cao là sẽ lên thôi, tại vì bây giờ cũng đang dư tiền mà. Lắp một mảnh gậy lẻ trên người con Lux này thì khả năng cao sẽ là hướng tới một bộ cờ đánh Lux 3 sao à. Mình không biết là mâm mâm trong game đấu này là mâm mâm gì nữa. Liệu có phải là mâm mâm pháp sư hay không? Và với một bộ cờ 5 pháp sư ngay đoạn 2 chấm này thì mình nghĩ là một bài đấu mạnh. Bên kia là một cái Ấn Độ Long à. Ấn Độ Long mà lại lắp vô cực thì khả năng cao sẽ là một bộ cờ OLED thôi. Vẫn tiếp tục là có cho mình là một cái chuỗi thua, một cái chuỗi thắng thứ tư. Mình thì mình hay đánh chuỗi thua, cho nên là cái mồm mình nó hay thuận theo cái chữ là chuỗi là đi với lại thua. Thành ra là mình hay bị nói nhầm cái chuỗi thắng chuỗi thua lắm. Bắt cho mình thêm một con Lilia nữa. Wow, Skekner 2 sao. Thì làm sao mà bài đấu của sân chơi có thể thua được ở giai đoạn này đây? Mình nghĩ sẽ là một cái chuỗi thắng thứ năm thôi. Bắt thêm cho mình là một con Nidalee nữa. Thì round đấu này thì có một cái thứ mà mình đang đang chờ, đó là liệu sân chê sẽ giữ cho mình là con Lilia, sẽ giữ cho mình là con Nidalee, hay là sẽ bán những con tướng này đi để tích 20 vàng. Thì theo anh em, nếu là anh em thì anh em sẽ lựa chọn cái cách nào? Bán Nidalee 2, bán Lilia, bán Nidalee 1 là đủ 20 tiền, là bài mình sẽ có lợi tức lúc sau. Còn nếu giữ lại, còn nếu mà giữ lại cái đống này thì lên level 6 hoàn toàn có thể kịp con Nidalee 2 vào để gọi là giữ được chuỗi thắng. Thì cái này thì theo mình nghĩ là nó tùy thuộc vào quan điểm mỗi người á. Tại vì mỗi cái nó có một cái lợi khác nhau, tùy mỗi người nghĩ sao. Thì mình hãy cùng chờ xem là sân trên chàng này quyết định là như nào. Liệu có muốn bán hay không đây? Đang nhấp nhẹ, đang nhấp nhẹ. Đang dơ con Nidalee lên đảo qua. Quyết định là bán đi với tất 20 tiền. Pháp sư Trung Hoa thì lớp 2 cùng với lại Silas. Nói chung là mình thấy xem về chung nha, người ta có xu hướng gọi là muốn tích lợi tất nhiều hơn. Tất nhiên là server nào thì vẫn tích lợi tất rồi, nhưng mà ý là server chung á, người ta cảm giác nha. Người ta thích đánh chuỗi thua hoàn hảo rồi, hoặc là đánh một cái bài đấu mà kiểu như là cứ eco được tiền là người ta sẽ eco đó, kiểu vậy. Khi mà mình coi stream á, khi mà mình coi stream một mình nhá, mình hay có cảm giác là mình sẽ ngồi phân tích là nếu là mình thì mình sẽ làm gì. Cái đó cũng khá là hay, kiểu để xem thử là mình có giống họ không, tư duy của mình có giống họ hay không. Ví dụ như là họ có tư duy hay hơn chẳng hạn. Và ra đấu này thì ra cho sân chê thêm một cái kiếm nữa. Và ba con người đá thì cho anh chàng này tới 4 cái hộp màu xanh. Khá là may mắn. Và lắp luôn cho con lúc này một cái crit phép khi mà cái găng đã được rớt ra. Và khả năng cao thì con lúc này sẽ được cầm những cái món trang bị như là crit phép và vô cực thôi. Liệu có phải là một bài đấu roll lúc 3 sao hay không? Vladimir thì con thứ 6 cũng đã xuất hiện khi mà anh chàng này không cần phải roll. Và mình nghĩ là nếu theo cái thế như thế này thì khả năng cao thì sẽ là một bộ cờ mà roll luôn cả Vladimir 3 sao hay chăng?
bài đấu của sân chơi thì bây giờ sẽ gặp hai người chơi nhiều máu nhất, thì liệu có muốn lên level 6 hay không? Mình nghĩ là nếu mà đánh chuẩn chỉ thì sẽ lên level 6 và kẹp thêm con Vlad 2 xe vào sân không? Không, quyết định là không lên cấp và vẫn giữ cho mình lợi tức là mốc 4. Còn nếu mà lên cấp thì nó sẽ bị mất đi một lợi tức. Nhưng mà thật ra là cái việc mà lên level 6 mình nghĩ sẽ giữ được chuỗi thắng dễ dàng hơn. Nhưng mà không, sân chơi có vẻ như là anh chàng này đã chết bài rồi, và cảm giác là những nhà này, những người chơi này không thể phá được chuỗi của sân chơi. Cho nên là quyết định là vừa tích lợi tức mà lại còn vừa có chuỗi thắng. Cái này thì mình nghĩ là chắc là do sân chơi phân tích rồi, nhìn lobby và phân tích rồi. Chứ thường thường những cái round này nếu mà đánh cẩn thận á thì chắc chắn là lên level 6 rồi. Lên level 6 đấm lobby nó sẽ dễ hơn một tí. Tại vì kẹp con Vlad 2 vào thì cũng ngon mà, Vlad cũng là năm pháp sư mà anh em. Thành ra là nó thêm được nhiều đam với nhiều tăng lắm. Bùng. Và chiếc loại 2 ở đây chúng ta có gì? Và có vẻ như là đang muốn lựa chọn cho mình là đổi lại thì khả năng cao sẽ là một bộ cờ Hyperon thôi. Một bộ cờ Hyperon thượng long pháp sư à. Và bây giờ ta đang roll level 6 khá nhiều. Update được cho mình là Silas 2. Sau đó là như nào đây? Kẹp thêm cho mình là một con Vladimir 2 sao vào sân như mình đã nói từ lúc trước. Thì con Vlad này kịp lên level 6 khá ngon, khi mà bộ cờ này thì cũng chưa có gì để update cả. Và sân chơi anh chàng này đang có một cái phong cách gọi là xếp bài y như là đang có độc hành vậy. Một cái độc hành ẩn à. Vlad thứ 7 thì cũng đã có rồi. Bây giờ thì thanh niên 100 máu anh chàng này lựa chọn cho mình là một chiếc lõi thập tử nhất sinh. Mình thấy nha, là khi mà anh em giữ được cái lượng máu ổn rồi á, giữ được cái lượng máu rất là nhiều và anh em đang có một cái bài đấu win streak, anh em đang có một cái chuỗi thắng rất là dài, thì mình không hiểu là tại sao là những người này lại lựa chọn cái thập tử nhất sinh này nhỉ? Liệu họ là một streamer, sau đó là họ sẽ gọi là lấy chiếc lõi này để làm một cái content chăng, hay là như nào đây? Tại vì thường thường mà đánh chuỗi thắng á, thì mình nghĩ là nên lấy một chiếc lõi để thắng tiếp, một chiếc lõi kiểu như là ví dụ như là tụ điện cũng được, hay là một chiếc lõi gì đó để cho bài đấu mình mạnh hơn đó. Sau bây giờ thì anh chàng này thua trước nhà của Sanche, mất cho mình là chuỗi thắng rồi. Còn bên này thì Sanche có cho mình là một cái chuỗi thắng thứ 7, một bài đấu khá là hay ho. Tiếp tục có thêm cho mình là một con Lux, và Fairy Roll này thì không ra được gì cả. Và mâm mâm trong game đấu này thì là mâm mâm pháo thủ, cho nên chắc chắn sẽ là một bộ cờ pháp sư thuần thôi, không có liên quan tới con mâm mâm này lắm. Còn bây giờ thì sẽ gặp ba người chơi, trong đó có một nhà Kai'Sa khá mạnh nha. Nhà Kai'Sa cầm cả Blue, cả kiếm Mana Moon cơ, thì hơi thiếu đam một tí. Còn bên này là một bộ cờ Yone lắp kinh nhắm, nhưng mà bài đấu của anh chàng này lại là bài đấu ra được hai cái nước mắt, hơi đen một tí. Bây giờ thì sao đây? Bây giờ thì sân chơi gặp bên này là người chơi Kai'Sa, thì mình cũng đã có phân tích là bài Kai'Sa này khá mạnh, khi mà có con dắt 2 sao để làm tăng. Và con Kai'Sa này, Kai'Sa xài chiêu liên tục. Anh em có thể thấy là một con Kai'Sa mà khi mà đi với lại Blue cùng với lại cái kiếm Mana Moon thì ở tầm khoảng 10 giây đầu combat thì nó ra chiêu liên tục luôn. Cái kiếm Mana Moon này công nhận là có một số con tướng nó cầm rất là ngon, nhưng mà cảm giác là hơi thiếu đam một tí. Cho nên là bài đấu của anh chàng này không thể nào mà có thể xuyên qua được cái con Vladimir này cả. Và đó sẽ là một round đấu thắng 3 chip và vẫn giữ cho mình được một cái chuỗi thắng khá dài. Và bây giờ đến với round đi chợ này thì mình nghĩ là sân chơi sẽ hướng cho mình là một cái găng để làm một cái grip flip, hoặc là một cái nước mắt để làm một cái Sojin chăng, hay là nước mắt sẽ là một cái quyền chịu cho con Lux nhờ. Con Lux thì mình nghĩ là cái mana của nó không nhiều ấy, cho nên là anh em hoàn toàn có thể đánh con Lux full battle dam luôn, chứ không cần phải gọi là blue hay là Sojin gì cả. Và sân chơi anh chàng này đã quyết định là nhặt cho mình là một cái găng rồi, mặc dù là có cái nước mắt ở ngoài luôn nhưng mà không muốn lấy. Và lấy cái găng này thì khả năng cao mình nghĩ sẽ là lắp luôn một cái vô cực để tối ưu cái lượng sát thương thôi. Hợp lý này. Tại vì bài sân chơi cũng là một bài đấu mà đang có cho mình cái queen switch, cho nên là bắt buộc anh chàng này phải lắp đồ thôi. Và bây giờ liệu có lên được cho mình là Vlad 3 sao hay không? Mình nghĩ là cần lên Vlad 3 sao ở round đấu này để chắc chắn là giữ cho mình một cái chuỗi thắng. Con Jira này có muốn bắt không? Jira này hoàn toàn có thể vô trong sân để thay cho con Vlad 2 sao kia được kích hoạt được ám long, nhưng mà không. Chàng này quyết định là bỏ qua rồi và vẫn đang roll nhưng mà lại chưa tìm kiếm cho mình được là một con Vlad 3 sao anh em. Bây giờ thì gặp bài đấu Yone, nhưng mà nhà Yone này thì chưa lên được Yone 2 sao, cũng như là chưa có được một cái lượng đồ đem cho người Yone này.
Và con lúc này thì chưởng hai phát và đi luôn vô nghe rồi. Một round đấu thắng đau nhá. Không, cụ thể là thắng 4 chip thôi. Nhà kia vừa mới clear được thêm con Silas nữa. Và chúng ta hãy cùng xem cái cách vận hành bộ cờ này của sân chơi. Sân chơi đánh bộ này khá khéo nha anh em nhé. Tại vì sân chơi đánh bộ này nhiều lắm. Lại thêm một con lúc được rớt ra nữa. Một con lúc nữa. Một con Silas nữa. Và bây giờ thì sao đây? Quyết định là bán Silas đi. Và ồ, lên được cho mình là Vladimir 3 sao. Và bây giờ liệu có muốn roll luôn cả lớp 3 sao hay không đây? Con Gira này mình nghĩ là kịp được nhá, nhưng mà không. Sân chơi quyết định là kịp nearly 2 sao vào sân. Mình nghĩ là cái ý đồ là để cho cấp sao. Cấp sao của những cái con tướng Thượng Long trên sân nó là nhiều. Cụ thể ở đây là có 3 con tướng 2 sao và một con tướng 3 sao thì sẽ là 9. Mốc sao thứ 9. Thật ra là mốc sao thứ 9 là có khả năng ra đồ rồi nhá anh em nhá. Cho nên là nếu hên thì ở round sau sân chơi hoàn toàn có thể là nhặt cái phần quà Thượng Long và có cho mình là một mảnh đồ chẳng hạn. Nó cũng sẽ là khá lời. Mặc dù mình nghĩ là kịp hai con lức vào thì nó sẽ mạnh hơn. Và round đấu này thì bên kia là một bộ cờ cai xe đổ long hả? Chắc là anh chàng này chưa muốn xoay qua phong bài. Từ từ nhá. Nhà bên kia ở dưới á thì lại để Rengar với lại phong bài sát thủ. Thì hoàn toàn có thể là dùng cái ấn đồ long này để hiến tế và cho nó thành cái tinh hoa bạo long. Cũng có thể là một cái đấu Rengar anh em nhá. Bây giờ thì sao đây? Liệu có muốn bắt con Varus này vào sân hay không? Hay là sẽ bắt con Silas này đây? Quyết định là bắt cả hai con luôn, bán cho mình là con Gira rồi. Thì ở round đấu này sân chơi rất tinh ý nha anh em nhá. Đó là sân chơi anh chàng này không roll tiếp vào round đấu này là tại vì lỡ round sau sân chơi ra được con lớp 3 luôn thì sao đúng không? Thì mình đỡ phải roll, mình đỡ phải mất 2 tiền. Cái này khá là hay á. Mấy cái này là mấy cái mánh mẹo nhỏ, hồi trước thì mình cũng đã có gọi là nhưng mà không ra. Và quyết định là lên cho mình là level 7 rồi mới roll. Cái này thì hôm trước mình cũng đã để gọi là có giải thích rồi. Và sân chơi quyết định là lên level 7 và kẹp thêm cho mình là con Varus vào sân để kích hoạt được 5 Thượng Long. Và sau đó thì khả năng cao là cái mũ pháp sư này sẽ nhường lại cho con Varus thôi. Skekno lên được 2 sao lại rồi. Và bây giờ có muốn roll tiếp hay không đây? Bây giờ roll tiếp để giữ cho mình chuỗi thắng không? Đây rồi, và đó là lớp 3 sao. Liệu game đấu này thì sân chơi có được cho mình là một cái chuỗi thắng dài và vẫn giữ cho mình được là 100 máu hay không đây? Một trận đấu top 1 và 100 máu chăng? Nếu vậy thì bộ cờ này sẽ vận hành theo cách đó là sẽ đánh đem bằng con lúc tăng bằng con Vladimir. Sau đó là anh em sẽ roll ở level 6 để tìm kiếm cho mình là lúc 3 cũng như là Vladimir 3. Và sau đó thì anh em sẽ lên được level 7 và kịp thêm cho mình là 5 con Thượng Long. Và cái form bài này thì nó sẽ là phù hợp với lại một cái ấn pháp sư. Thì anh em hoàn toàn có được 5 pháp sư cùng với lại 5 Thượng Long ở level 7 luôn. Thật ra là mình đánh bộ cờ này không nhiều nha anh em nhá. Cho nên là mình xem cũng coi như là mình học hỏi luôn. Tức là mình xem người ta chơi thì mình sẽ cái bộ cờ nó vận hành như thế này. Thì lúc sau mình đánh cái kiểu đó thì mình sẽ gọi là ổn thôi. Liệu có muốn là lấy cho mình là cái chiến lợi phẩm không? Khi mà mình thấy cái chiến lợi phẩm nó khá ngon. Hay là một cái phóng hỏa để gọi là giảm hồi máu cho lobby. Hay là một pha roll đây. Và đang muốn nhé vào cái túi cứu thương này à. Túi cứu thương. Một cái kháng phép được rớt ra đến từ cái quà Thượng Long. Có muốn roll hay không đây? Viewer kênh chat thì rất muốn anh chàng này roll và quyết định là roll rồi. Và sau đó thì ra thăng hoa nhất thống cùng với lại nhà máy tái chế. Và mình nghĩ là nhà máy tái chế thì không phù hợp lắm khi mà anh chàng này đã lên được cho mình là những cái con tướng co cầm đồ rồi. Thì cái việc mà tách đồ thì nó là không thể. Và quyết định là lấy cho mình là một cái thăng hoa. Thì bộ cờ này mình cũng không biết là thăng hoa nó có ngon hay không. Thì chúng ta hãy cùng chờ xem combat thì mình mới nhìn nhận được. Tại vì mình không có chơi bộ này cờ này nhiều anh em. Và lắp luôn một cái vuốt rồng dành cho con Vladimir để gia tăng thêm lượng tăng thôi. Có vẻ như là sân chơi nghĩ là cái bộ cờ này thì con Vla nó sẽ tăng rất trâu. Và nó sẽ dễ dàng gọi là tiến tới được cái ngưỡng thăng hoa thôi. Tức là sau 15 giây giao tranh đó. Ví dụ anh em có thể thấy là bây giờ thì bài đấu của sân chơi đã thăng hoa rồi. Và cảm giác là tăng vẫn còn. Mình còn phải nhìn vào combat thêm nhiều round nữa để mình gọi là cảm giác là cái lõi này ngon. Win streak thứ 12 à. Mình nghĩ là sẽ sớm lên được cho mình là level 8 thôi. Nhưng mà công nhận là bộ cờ này ở giai đoạn này mạnh thật. Không biết là giai đoạn sau thì nó có bị yếu hay không. Tiếp tục là Fair Free Roll ở level 7.
và nhặt về cho mình được thêm là 4 vàng. Mốc sao ở đây là 11, mốc sao 11 thì tỷ lệ mà rớt ra mảnh đồ rất là cao nha anh em nhá. Và cái bộ thượng long này nó có một cái điểm mạnh đó. Nói chung là bộ thượng long này thì những con tướng nó không phải là quá mạnh, ví dụ như con Nidalee này, con Skekner là hai cái con tướng mà nó gần như là nó không có giúp gì về combat. Nhưng mà nó có một cái hay ở cái bộ thượng long này, đó là khi mà anh em lên được 3 sao thì tỷ lệ mốc sao của bọn thượng long này cao và anh em sẽ rớt ra đồ mỗi round. Tức là có nghĩa là cái bộ thượng long này càng về sau thì nó sẽ càng mạnh. Thì quan trọng là anh em phải giữ được máu để cho cái đồ được rớt ra nó nhiều hơn. Và anh em sẽ có một game đấu gọi là hơn đồ. Còn bây giờ thì gặp bên này là một bộ cờ mà đã ghép cho mình là một cái vuốt rồng trên người con dắt, thì khả năng cao sẽ là một bài đấu thua thôi. Và con Seraphim này là một trong những con tướng mà counter, cái bộ Seraphim là bộ counter đam phép rất là tốt. Cho nên là sân chê thua trước nhà anh chàng này, khi mà anh chàng này cũng đã roll level 7 cạn tiền rồi. Với lại một con Grey 2 sao. Và sân chê sẽ không có được cho mình là một cái trận thắng 100 máu đâu. Trừ khi bây giờ kịp Soraka vào, xong rồi Soraka hồi máu được 5 round thì lại tiếp tục có 100 máu. Một cái xẻng ui ngon đó, cái xẻng này ngon đó anh em. Và chúng ta hãy cùng chờ xem là sân chê lựa chọn cho mình là món đồ gì trên ngưỡng lốc này. Khả năng cao sẽ là một cái mũ phù thủy hoặc là một cái quyền trượng thôi. Và cái mũ thì có vẻ như là đã được nhặt rồi, cho nên quyết định là nhặt về một con Yasuo cầm nước mắt. Và khả năng cao thì mình nghĩ là sẽ lắp luôn quyền trượng, tại vì con lốc này anh chàng này đã lắp cái mạnh lẻ gậy rồi, cho nên không có lựa chọn nào khác cả. Ồ, lại thêm một cái kiếm được rớt ra đến từ cái bọn thượng long này. Anh em có thể thấy là càng về sau thì cái bộ cờ này càng nhiều đồ, cho nên là cái lobby này mà không tiễn sân chơi đi sớm thì lobby này chỉ có thể là đợi đi thôi. Kịp thêm cho mình là con Sejuani vào sân khi mà chưa có con tướng nào mà có thể gọi là kịp vào quá ngon cả. Và bây giờ thì sẽ là một bộ cờ lên chín thôi. Và con lốc này thì sân chê có vẻ như là anh chàng này không có xu hướng gọi là ghép cho con lốc này đồ hồi mana nha anh em nhá. Tại vì con lốc này thật ra là mình thấy nha, là cái mana của nó cũng không quá cao. Và khi mà nó cầm barrel dam thì nó, cái khả năng mà one shot của nó sẽ là ổn hơn. Một chưởng, hai chưởng, dam cũng chưa phải là quá to. Nhưng mà mình nghĩ là sau 15 giây thì cái thăng hoa này sẽ giúp cho con lốc có thể gọi là one shot được con Olaf này đó. Hai chưởng 1.900 đem cho lần chưởng thứ hai của lúc này, cho nên anh em có thể thấy là cái thăng hoa này cũng khá ổn á, mình thấy khá ổn cho bộ cờ này. Sân trên anh chàng này đang có một cái lượng máu khá là eo máu so với lobby. Lobby thì mọi người chơi đều dưới 50 máu, lại tiếp tục là một cái găng nữa. Anh em có thể thấy là đây là một cái bộ cờ mà snowball khá tốt và có cho mình là được con Varus 2 sao và kịp vào trong sân. Đó là một con Twitch để tăng thêm cái khả năng gọi là tăng tốc độ đánh cho cả team, cũng như là tăng thêm tốc độ đánh cho con Varus này ở cái tộc hệ xạ tiễn. Và bây giờ thì sao đây? Sân chê quyết định là để con Varus vào, để con lốc vào góc rồi. Và liệu có là hợp lý hay không? Không. Câu trả lời là không. Khi mà con lốc này, mình nghĩ là nếu mà con lốc này mà xếp bài chuẩn chỉ thì nên xếp chéo góc với lại con carry. Và với con Kai'Sa ở đứng bên kia thì đáng lý ra là con lốc này nó phải đứng bên trái cơ. Nhưng mà không sao cả, với một bộ cờ mà cầm vuốt rồng thì nó khá là counter con Kai'Sa này và thăng hoa được. Uầy, anh em nhìn cái pha này, con lúc thăng hoa và chưởng một phát con Kai'Sa chiến binh rồng mất đi 2.700 máu. Và mình tưởng chừng như là rao đấu đó thì là rao đấu mà sân chơi đã gọi là thua khi mà anh chàng này xếp ngược góc, nhưng mà không, ảo thật đấy. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đón xem cái món đồ thượng long sẽ rớt ra là gì đây. Bùm, lại tiếp tục là một cái găng à. Liệu có phải là một cái crit phép vô cực trên người con ve rớt pháp sư 3 sao này hay không? Và bây giờ thì có một cái Nico, một cái xúc sắc, một cái liệu cái món đồ này có cái là ngon không? Liệu sân chê có muốn lấy hay không? Thật ra mình nghĩ là đồ thì không quá quan trọng, tại vì cái bài này hoàn toàn có thể hack được đồ. Tức là mình hoàn toàn có thể có được những cái món đồ mà mình muốn. Và cái mà sân chê cần ở đây đó là một cái xúc sắc ma thuật để gọi là dễ dàng có được cho mình là một con Varus 3 sao, cũng như là một cái cọc, một cái hình nhân thế mạnh anh em. Và liệu có xúc sắc vào vị trí của Varus hay không đây? Một con Eren Saw à. Anh em có thể thấy là sân chê anh chàng này không muốn kịp Eren Saw vào lúc này,
không biết là lên level 9 thì có muốn kịp Eren so vào không. Ừ, mình nghĩ là lên 9 là kịp được. Tại vì lên 9 thì chỉ cần bỏ ra con Twitch này thôi là hoàn toàn có thể là có một bài đấu 8 Thượng Long. Nếu vậy cách đánh của bộ cờ này sẽ là level 8 kịp con xạ tiễn vào, cụ thể là con Twitch. Sau đó là lên level 9 thì hoàn toàn có thể gọi là thay Eren so vào vị trí của Twitch đó. Sẽ là một bài đấu tròn bài. Ok, em chè sẽ ghi nhận bài đấu này vào trong đầu, và khi mà ra được tình huống kiểu như vậy, tương tự như vậy, thì mình hoàn toàn có thể gọi là nghĩ tới bộ cờ này. Đây là một bộ cờ mình đánh giá là khá là mạnh nhưng mà khá là khó chơi. Không biết là nó có khó chơi đối với anh em không, nhưng mà đối với mình thì bộ cờ này khá khó chơi khi mà mình không thích chơi cái kiểu này lắm. Cái kiểu Thượng Long này nè, mình chơi mình toàn ao top thôi cho nên mình hơi hơi không thích cái bộ cờ này lắm nhá. Nhưng mà nếu mà đánh vào top được thì cảm giác của mình nó sẽ khác thôi. Và bây giờ thì món đồ Thượng Long sẽ ra là cái gì đây? Bùm. Không, bây giờ thì không ra đồ mà đó là ra thêm một con virus nữa. Hay là sân chê này anh chàng đang muốn gọi là dùng cái xúc sắc ma thuật này cũng như là dùng cái Nico này để có một cái game đấu mạng nhẹn không? Một game đấu roll 5 tiền 3 sao hoặc là 8 tiền 3 sao gì đó không? Eren sao 3 không? Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Bây giờ thì sân chê có khả năng gặp nhà COU này. Thật ra COU là một bài đấu mà mình nghĩ là cũng hơi cao tơ một tí. Hơi cao tơ một tí thôi. Nhưng mà nhà này chỉ đánh ở level 7 thôi, thành ra là không biết là có ăn được nhà của sân chê hay không. Con Lux này thì có vẻ như là không chưởng vào COU đâu. Nó sẽ chưởng vào vị trí của con Kai'Sa. À không, đó là con Kek'Me. Và đòn đánh thứ hai thì chưởng thẳng vào COU, nhưng mà COU có áo trong bóng tối anh em. Có vẻ như là hơi khó rồi. Ui, 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 sao con lúc mạnh đấy nhờ. À, hóa ra đó giờ là mình đánh bộ này sai cách rồi. Mình thì mình hay đánh theo kiểu ba pháp sư, mà mình công nhận là ba pháp sư nó thiếu đem thật. Và đó lại tiếp tục là một con virus được rớt ra đến từ cái quà Thượng Long này, và Favre Hero này liệu có lên được hay không. Chỉ dừng lại ở mức đó là Silas 2 sao thôi. Xin chê có vẻ anh chàng này khá là điềm tĩnh nha anh em nhờ. Nếu là mình nha, thì mình sẽ cố roll để tìm kiếm cho mình là Varus 3 sao cũng như là Silas 3 sao, sau đó là mình sẽ hướng lên cấp luôn. Nhưng mà sân chơi có vẻ như là một cái lối chơi khá điềm tĩnh. Anh chàng này có vẻ như là đánh bộ cờ này khá nhiều rồi, cho nên anh chàng này được biết được cái ngưỡng sức mạnh của bộ cờ này. Và anh chàng này không có gọi là muốn roll nhanh hay là gì cả, và đó là một pha chiếu nguyên nhà. Chiếu giữa cái nhà Seraphine này thì là hợp lý rồi. Bên kia thì là một con Seraphine cầm 3 đồ, nhưng mà con Gravet chỉ dừng lại ở mức 2 sao thôi. Và anh chàng này chỉ có cho mình là level 7 thôi. Và con lúc này liệu không, câu trả lời là có đấy. Tại vì bài của sân chê đã thăng hoa rồi, và bài bên kia thì không đủ đam. Một đấu đấm nguyên nhà. Mình cảm giác là lobby này đánh Seraphine hơi nhiều. Cụ thể là có 3 nhà chơi lận. Bên kia thì có một nhà ai đó vừa mới thua bóng của nhà sân chê rồi. Cái nhà đang cháy của sân chê thì không biết là đánh bộ cờ gì. Sân chê thì không có chết bài. À, bộ cờ Seraphine luôn, lại là Seraphine anh em. Anh em có thể thấy là bên xem và chung họ rất là chuộng cái bộ cờ Seraphine này. Khi mà lobby bây giờ á, mình cảm giác là người ta hướng tới đem phép khá nhiều. Từ bộ Kai'Sa này, từ bộ bốn rồng này đó, từ bộ Deja nữa. Đó là ba cái bộ mình đang cảm giác là lobby đang hướng tới đánh rất là nhiều. Cho nên là bộ Seraphine nó lại thành hot trở lại. Nó là counter đem phép mà anh em. Cho nên là với lại cách đánh của nó cũng khá là dễ chơi ấy. Cho nên là mình cảm giác là người ta đánh bộ cờ nó nhiều hẳn luôn. Và bây giờ thì sao đây? Ra cho sân chê 5 đồng. Bây giờ ta đang free roll ở level 8 rồi. À, có vẻ như là sân chê vừa muốn lên 9 mà vừa muốn 3 sao. Cho nên anh chàng này sẽ hướng lên level 9 trước, xong rồi sau đó thì mới roll 3 sao sau. Ồ. Và ra đấu này thì sân chê hoàn toàn có thể lên được cho mình là level 9. Nhưng mà không, anh chàng này quyết định là từ từ rồi mới lên. Tôi máu còn nhiều, tôi muốn đánh cái game này thật sự là giàu cơ. Ok, nói chung là tạm thời thì sân chê đang chấp cho mình là cái kho báu đồng thần khi mà cái xúc sắc cũng là cái Nico thì chưa có xài. Gặp bên này là anh chàng Gravet đã phá chuỗi của mình ở giai đoạn 4 chấm. Và ra đấu này thì có vẻ như là lại tiếp tục là một pha phá chuỗi thôi. Khi mà anh chàng này cái lượng đồ là cực kỳ đẹp trên người những cái con tướng từ Gravet cho tới từ con Yak cho tới Seraphine hay là Jerry. Đều có những cái mảnh dê kê rồi quỷ thư, nói chung là đồ khá là đẹp. Và bây giờ thì sân chê đã lên cho mình là level 9 rồi. Free roll một phát thì cho anh chàng này thêm một Silas nữa.
và sau đó sẽ là kịp con Aaron Shaw này, vậy chứ của con Virus thôi. À nhầm, Twitch thôi. Bên kia thì anh chàng này vừa update cho mình là 6 con Seraphine. Và bộ cờ này thì mình nghĩ là sẽ đánh là như thế này: 8 Thượng Long, 5 Pháp Sư, 2 Đấu Sĩ. Đó, chỉ dừng lại ở mức như này thôi. Và sẽ cố gắng update cho mình là những cái con tướng này 3 sao càng nhiều càng tốt. Mình nghĩ là con Silas 3 sao cũng được. Nói chung là nó sẽ gia tăng thêm được một cái lượng tăng. Và con Silas này cầm cái bốc đồ nó đang random ra những cái đồ không quá đẹp. Ui, con lúc này mạnh đấy nhờ. Ê, thì có, mình cảm giác con lúc này mạnh ghê luôn á. Mặc dù trong tay mình thì nó không mạnh lắm nhá, nhưng mà không biết là game đấu này thì Sunjay có top 1 được hay không đây. Bên kia là bài đấu Olaf, thì thật ra là bài Olaf nó cũng hơi sợ bài lớp một tí. Khi mà bài lớp này xếp bài một cách chuẩn chỉ thì hoàn toàn có thể gọi là né được con lớp, tức là né được con Olaf. Con lớp chỉ cần xếp xa con Olaf chứ có thể tôi là được. Và ra đấu này thì có một cái Sojin, một cái giao điện và một cái lốc. Cái lốc này khá ngon nha, giao điện cũng khá ngon khi mà bài đấu của Sunjay anh chàng này chưa có cho mình là cái đồ giảm kháng phép. Còn cái Sojin này thì sẽ được nhường lại cho ai đây? Liệu có phải là một cái Sojin cho con Aaron Shaw hay không? Anh chàng này thì đang có cho mình là một cái gỡ đồ, hay là Sojin cho con Virus không? Virus cầm Sojin thay cho cái đại bác không nhỉ? Và bây giờ thì tiếp tục roll ở level 9 thôi. Quyết định là xúc sắc vào lốc và đó là Virus 3 sao. Có vẻ như là sân trên anh chàng này đang muốn tìm kiếm cho một con Aaron Shaw cơ, nhưng mà lại không ra. Bây giờ thì sao đây? Sân chê thì roll khá chậm nha anh em nhá. Và đã lên được cho mình là con Silas 3 sao, và sau đó là con Yui sẽ thay vào vị trí của con Talia. Thì nếu vậy là cái Sojin sẽ được nhường lại cho con Yui thôi. Giao điện thì dành cho Yui, tiếp tục là như vậy. Cái lốc này thì không lốc, khi mà sân chê đang gọi là chưa có quá tập trung vào sức bài, anh chàng này đang gọi là roll tướng cũng như là thay những con tướng nào vào sân. Cho nên cái lốc này sẽ được nhường lại cho round đấu sau thôi. Và round đấu này thì khá ngon khi mà sân chê vẫn tiếp tục thắng. Ok này, lốc mạnh đó anh em, lốc 6.800 đam này. Aaron Shaw có 1.000 đam mà, tại vì Aaron Shaw chưa lên được 2 sao. Bây giờ thì ra đôi Aaron Shaw rồi, ra từ một cái đai lưng đến từ cái quà vũ trụ này à. Và liệu đó có phải là một cái dây ke không? Mình nghĩ là sẽ lắp thôi, khi mà cái hai kiếm thì không quá ngon, hợp lý rồi. Bây giờ thì sẽ tìm kiếm cho mình là Yoi 2 sao cùng với là Aaron Shaw 2 sao thôi nhỉ. Con bạc này thì mình nghĩ là không kịp được đâu nhỏ. Ô, quyết định là thay vào cho mình là 7 pháp sư khi mà con Aaron Shaw này chưa lên được 2 sao. Và mình không biết là sân chê sẽ muốn sử dụng cái form bài này luôn, hay là sẽ thay đổi con Aaron Shaw vào sân khi mà nó lên được 2 sao. Và bây giờ thì con lúc này đang để ngược góc so với là Olaf, thì liệu nó có chiến thắng được trước nhà Olaf này hay không? Có vẻ là như là hơi khó rồi anh em ơi. Khó, nhà Olaf này mạnh nhá. Nhà Olaf này vừa lắp kinh nhắm, vừa phước lành vũ trụ, xong rồi lại còn có cái lõi lửa trại nữa. Thì cái lõi này đại kiểu như là những cái con tướng Olaf này khi mà họ để tại một vị trí thì họ sẽ được tăng rất nhiều sức mạnh, được gia tăng rất là nhiều sát thương. Và cái lõi này thì nó bị dở một cái, đó là con Olaf này họ sẽ không có di chuyển được vị trí khác, cho nên là con lúc này thì cứ để đây thôi. Còn bây giờ thì sân chơi anh chàng này có vẻ như là đang muốn thay con bạc và Soraka vào sân để gọi là có một cái giá trị nào đó trong bộ cờ của anh chàng này. Tức là con bạc là 5 tiền, Soraka cũng là 5 tiền thì nó sẽ là ngon hơn so với lại con Talia cùng với lại con Lilia. Lốc thành công lên vị trí của Jack. Và có vẻ như là bộ cờ của Sunjay đang chèn vào phía trong. Yoi thì lốc lên 2 lần. Bây giờ thì Yoi random ra được một cái R của con kêu. Và mình nghĩ là cái pha R này khá ngon nha. Búp bất tử thành công vào vị trí của Vladimir, và con Vladimir này vẫn đang trì trệ. Và bây giờ thì có thắng được hay không đây? Có vẻ như là không rồi. Mình nghĩ là con Virus này không đủ đâu. Ui, bài bên kia đồ đẹp vải đái luôn. Yuri Bajiki. Ô, và nhà Olaf là nhà đã phải dừng chân ở vị trí top 3 khi mà nhà Olaf này thì lại thua trước nhà của Seraphine. Anh em có thể thấy là cái bộ cờ Seraphine này nó rất là ngon anh em. Một cái ấn xạ tỉ à, hay là một cái Sojin nữa đây.
Sân chơi anh chàng là đang muốn... Ô, ô, sao không phải là nhặt con Tera nhỉ anh em nhờ? Quyết định là nhặt tiếp tục một quật Sojin nữa. Thì khả năng cao cái Sojin này sẽ được nhường lại cho con Yoi tôi nhớ anh em nhờ. Yoi 2 này bán Eren So rồi, nếu vậy thì bộ cờ này khả năng cao sẽ là đánh như này thôi. Bây giờ chỉ còn thiếu cho mình là một con Soraka 2 sao. Thì khả năng cao sẽ là Nico tôi nhờ. Hay là muốn giữ lại cái Nico này để làm một cái gì đó cống hiến. Anh chàng này quyết định là lúc ở dưới cơ. Và liệu nó có trúng vào vị trí của Gravis hay không? Và câu trả lời là có, Gravis đã bị lock lên. Và sẽ làm cho cái lượng đam đến từ cái bài đấu Seraphine này nó bị giảm đi đáng kể. Và con lúc này thì đã gọi là clear được vị trí của Jack rồi. Con Yoi 2 này mình nghĩ là một cái con tướng mà nó khá là bước ngoặt á. Tức là bộ cờ này nó nằm ở chỗ là con Yoi nó có lên được 2 sao hay không. Và con Yoi nó có đồ hay không. Lúc đam to nhờ. Lúc trưởng phát nào toàn crit 1000 mấy đam, 2000 mấy đam thôi nhờ. Kinh vậy. Và ra đấu này sau khi lock được con Gravis thì sân chơi anh chàng này đã có một cái chiến thắng nó khá là dễ dàng. Ồ, sân chơi bán cho mình đi vị trí của Soraka và anh chàng này quyết định là mua cho mình là hai con bạc. Nếu vậy thì đây sẽ là một game đấu mà quyết định là cống hiến hay sao đây. Kẹp hai con Yui vào trong sân. À, mình nhận ra một điều là con bạc thật ra là khá cao tơ bộ cờ này nha. Cho nên là nếu mà sân chê mà sử dụng hai con bạc cũng là được. Tại vì... À nhưng mà fan này xếp hơi lỗi nhá. Mình nghĩ là fan này xếp hơi lỗi khi mà sân chê quyết định là để con bạc ở dưới. Tất nhiên là muốn lóc nhưng mà làm như vậy thì con Jira nó sẽ chói rất là đẹp. Lức vừa bị chói, Yoi vừa bị chói, bạc vừa bị chói luôn. Và mình đang nói dở đó là con bạc thì khá cao tơ bộ cờ Seraphim. Khi mà bộ cờ Seraphim thì người ta đa số thì sẽ xếp chụp lại. Và khi xếp chụp như vậy thì con bạc này nó rờ sẽ khá là đẹp. Đa số là như thế. Cho nên là bài đấu của sân chơi hoàn toàn có thể là kịp hai con bạc vào để gọi là chơi đùa với lại lobby. Anh em có thể thấy là con Yoi 2 sao này khi mà nó cầm hai Sojin thì cái lượng sát thương... À không, không phải là lượng sát thương đâu. Mà cái lượng khống chế của con Yoi này là thật sự là nhiều luôn. Và nó đang làm cho cái diễn biến của trận đấu này nó hoàn toàn là khác biệt so với lại giai đoạn trước đó. Liệu có lên được cho mình là con Yoi 3 hay là bạc 3 không đây? Ok, chúng ta hãy cùng chờ xem ra đấu tiếp theo thì sân chơi anh chàng này có lên được cho mình là con tướng nào hay không đây. Fire Free Roll đầu tiên không ra gì cả. Tiếp theo là những con rồng. Bạc 2 sao đã có. Và liệu có cho mình là... Ô, thêm một con bạc nữa. Vậy thì chỉ còn thiếu một con bạc nữa thôi thì anh chàng này hoàn toàn có thể có cho mình được là bạc 3. Và liệu có hay không đây? Sân chơi đang roll khá nhiều. Kẹp hai bạc vào trong sân và quyết định là không roll nữa. Và có vẻ như là sân chơi anh chàng này rất muốn top 1 chứ không hề muốn gọi là một game đấu mạng nhãn. Tại vì nếu mà một game đấu mạng nhãn thì anh chàng này hoàn toàn có thể gọi là bán tướng đi để roll. Lock thành công lên vị trí của Seraphim. Và mình đánh giá là cái bộ cờ Seraphim thì bộ cờ Seraphim thì rất là sợ bị lock Seraphim anh em. Nếu mà anh em không lock được con Gray thì anh em hoàn toàn có thể lock được Seraphim. Và làm cho các con Seraphim này nó tạo được ít dép hơn cũng như là cái lượng gia tăng sát thương đến từ cái bộ kinh vãi. Con lock 12.000 đam anh em. Và game đấu này thì là một game đấu mà sân chơi đã thể hiện anh chàng này là một người chơi pháp sư thượng long cực kỳ gọi là thuận tay. Và game đấu top 1 này đã giúp cho sân chơi cộng được 28 điểm và lên cho mình được là 2176 điểm trên bảng xếp hạng. Và đó cũng là một game đấu mà sân chơi đã có cho mình là cái top 1 thách đấu. Hẹn anh em ở clip tiếp theo. Bye bye. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem đến đây của video. Đừng quên để lại cho mình một like, một nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những buổi stream và những video xịn sò tiếp theo nhé. Goodbye.